Sếp bắt nhân viên 2K1 hủy vé du lịch, lên công ty sửa báo cáo ngày thứ Bảy, bị bật lại thì đòi sa thải. Dân tình đã tranh cãi gay gắt, chia làm hai luồng ý kiến trước câu chuyện nữ nhân viên Gen Z bật lại sếp vì bị bắt làm báo cáo cuối tuần, bắt hủy bỏ vé đi du lịch Hàn Quốc. Cụ thể, câu chuyện trên được đăng tải trên hội nhóm việc làm chiều 12 tháng 6. Theo chụp màn hình cuộc hội thoại, cô nhân viên sinh năm 2001 đã được sếp gọi lên sửa báo cáo. Với lý do chỉnh lại vài cái, cô đã được yêu cầu có mặt trên công ty trong vòng 30 phút. Nhận được tin nhắn, nữ nhân viên bày tỏ sự bất ngờ nhưng cũng từ chối thẳng. Cô đề nghị dời việc sang tuần vì còn bận ăn thịt nướng với bạn rồi bay đi Hàn Quốc. Cô nàng khá cứng khi cho biết sang đó mình không dùng SIM Việt Nam, lại không mang laptop nên không xử lý công việc được. Trước màn trả lời này, người sếp tức giận trách cô làm ăn gì kỳ vậy. Tuy nhiên, cô gái này đã bật lại rằng thời gian làm việc thỏa thuận từ thứ Hai đến thứ Sáu, kết thúc công việc lúc 5 giờ chiều. Thậm chí cô cũng cho rằng chuyến đi chơi của mình bằng 3 tháng lương công ty cộng lại. Người sếp cũng nhanh chóng mời cô nhận đơn thôi việc sau câu trả lời này. Phía cô gái cũng không vừa, lập tức tuyên bố không mong ngày gặp lại. Cụ thể, cô gái nói: "Ok bà, vậy chị nói kế toán thanh toán giúp em 7 ngày lương kể từ 1 tháng 6 nhé. Yêu chị và công ty lắm, bye, không hẹn gặp lại." Ngay khi câu chuyện được đăng tải, nhiều luồng ý kiến trái chiều đã nổ ra. Nhiều người cho rằng vị sếp kia đang yêu cầu quá đáng, bắt nhân viên đi làm trong ngày nghỉ. Từ bao giờ đi làm ngày thứ Bảy, Chủ nhật được coi là bình thường vậy? Tài khoản IT bình luận. Đồng thời, người này cũng bày tỏ sự đồng tình với màn phản biện của nữ nhân viên Gen Z. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cách trả lời của nữ nhân viên không khéo léo, lại ngông nên xứng đáng bị sa thải. Dù từ chối, cô cũng không nên nói chuyện theo cách em đi chơi bằng 3 tháng lương cộng lại. Dưới bình luận, nhiều người không ngừng thắc nhau vì tình huống này xảy ra quá quen thuộc. Đa phần họ ủng hộ những công ty có thời gian làm việc minh bạch, không lấy mất ngày nghỉ của nhân viên. Trước đó, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra ở Trung Quốc. Cụ thể, nữ nhân viên họ Vương hiện đang sống và làm việc ở Thượng Hải, Trung Quốc cho biết cô đã bị công ty sa thải chỉ sau 3 ngày thử việc chỉ vì tăng làm đúng giờ. Theo cô Vương, công ty quy định giờ làm việc từ 9:30 đến 18:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy mỗi tuần. Ngày hôm đó, cô Vương làm việc đến 18:33 phút. Sau đó dùng máy tính ở công ty, nhắn tin cho lãnh đạo xin chỉ thị công việc nhưng lãnh đạo không trả lời. Cho rằng không còn việc gì quan trọng cần giải quyết, cô Vương đứng dậy đi về. Nào ngờ sáng hôm sau, cô Vương bị giám đốc gọi vào văn phòng mắng mỏ thậm tệ, đồng thời ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, chính thức đuổi việc cô Vương với lý do thái độ làm việc không tốt, không có tinh thần tập thể, không có nhiệt huyết cống hiến, tăng làm quá sớm, thản nhiên ra về trong khi những người khác vẫn đang làm. Cảm thấy quá bất công, tin rằng việc tăng làm đúng giờ không phải sai phạm, cô Vương quyết định kiện công ty, công khai mọi chuyện, hy vọng công ty sẽ bồi thường tài chính theo đúng luật lao động. Hiện câu chuyện của cô Vương đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Rất nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm đi làm tương tự. Đi muộn 5 phút phạt 200 tệ, khoảng 700.000 đồng, làm thêm 10 tiếng không thêm đồng nào. Từ bao giờ tăng làm đúng giờ lại là sai phạm để bị đuổi việc? Mong có chế tài xử phạt các công ty vi phạm luật lao động rõ ràng, mọi người bình luận. Đa số mọi người đều cho rằng chỉ khiếu nại, kiến nghị thôi thì không được. Phải có chế tài xử phạt những công ty vi phạm luật lao động thì họ mới có thể nghiêm chỉnh thi hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc luật lao động.